Chim hiền, chim này. Tăng chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu chư thích. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 197. Trước khi bước qua đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Thế tần áp tây giác sa quần đà mỹ bích thù mê hê si á ra hằng tất thà gá tù lô phú tâm mù sắp phá gá rù hí chệt thà cù lô cá sá sá thà chá ná đầm má cù quý đồ quần đà má hành tầng ná rọc cù chá này giá cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tự đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân đơn thoát trần. Con xin đến lễ Phật ân đảng cho Thiên Chúa nhân dân cúng dường. Tham mô bát đề bồ yết ta sa sát thu nô lô ca nô man tha sa vi na ca rô cô sáp bần nhu bút thóc bát ti phù ti sanh nhã tu hoàn đà ma hành tầng na rắc phù. Cha này gia cần pháp bảo vi nhân vàng, Như Lai khơi sáng vẹt màng vô minh, phát tan lầm lạc chúng sinh, xây dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý sút thô thú gá tá sá sa quá cô chích khà sú ca mù quá rá thòng má chích khá cô niền đà bá sang sa đi á na rá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thế pháp phàm nhẫn ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta tận hát tây giá tê chê, nó sẽ khà mê ê tú quá. Tha năng tá xà bí à nú phà quê, nó sẽ hát xà dê. Nó sẽ chặt tụ, cầu xin tam bảo uy linh. Cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh. Hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Thanh Dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học này. Câu Phật ngôn 197 trong cái phẩm An Lạc là chương thứ 15 Sukha Quốc Gá ha. Sukha Quốc Gá chi qua ma su su khang qua ta chi qua ma su khang qua ta chi qua ma su su khang qua ta chi qua ma. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ su su khang một, rồi quá tá là hai, rồi chi qua má là ba. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào từng từ để tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Su phụ khăn, chúng ta thấy cái từ su khăn có tiếp đầu ngữ phía trước là chữ su nữa. Chữ su đó là một tiếp đầu ngữ có nghĩa là tốt, đẹp, khéo léo. Tốt, đẹp, khéo léo, đó là tiếp đầu ngữ su. Rồi chữ su khăn do cái từ su kha, từ su kha có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà chữ su kha này được chia theo đối cách su ích, tức là đu tỷ giao vừa phát tiêu thì có quá trình ha. Cho nên chỉ su kha biến thành su khăn, vui vẻ hạnh phúc. Vậy thì su khăn nó biến một trạng từ có nghĩa là vô cùng an lạc, vô cùng hạnh phúc. Su khăn vô cùng an lạc, vô cùng hạnh phúc. Ừ,
Rồi, từ thứ hai là quá tá. Quá tá nghĩa là quá thật. Đúng vậy. Quá thật. Đúng vậy. Quả nhiên, quá thật. Đúng vậy. Rồi, quá tá. Rồi, cái từ thứ ba, chi qua mát. Chi qua mát, đây là một động từ số nhiều. Động từ số nhiều. Động từ sống. Động từ sống. Nếu số ít nó là a mi, nhưng mà đây là số nhiều. Và chúng ta sống. Quá thật. Chúng ta sống vô cùng an lạc, vô cùng hạnh phúc. Đó là câu đầu tiên. Chi qua ma, chúng ta sống. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Quê rí nê su á quê rí nô. Quê rí nê su á quê rí nô. Quê rí nê su á quê rí nô. Câu số 2 có hai từ. Quê rí nê su và á quê rí nô. Quê rít nê su do cái từ quê rá. Quê rá là một danh từ trung tính. Ác răn ta nó bùng xa cà linh gá. Quê rá có nghĩa là sự thù hận. Quê rá là sự thù hận. Nhưng mà ở đây quê rít nê su nó là một danh tính từ nam tính do cái từ quê ri mà. Do từ quê ri. Và ở đây quê rí nê su được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là sát tầm mí quy phá tí và hú quá trần á. Cho nên chữ quê ra quê ri nó biến thành quê rí nê su giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận. Quê rí nê su giữa những người chữ quê ri nha. Chữ quê rá là một danh từ trung tính. Nhưng mà quê ri, quê ri nó đứng trong cái dạng gọi là sở hữu cách. Sở hữu cách. Và từ cái từ quê ri này mới chia theo định sở cách số nhiều sát tầm y vừa pháp tí và hú quá trần a. Cho nên quê ri biến thành quê rí nê su giữa những người thù hận. Rồi bây giờ cái từ thứ hai áo quê rí nô. Áo quê rí nô. Chúng thầy ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước. Tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Có nghĩa là không. Rồi quê ri. Quê ri là những người thù hận. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có chữ á ở phía trước. Có nghĩa là những người không hận thù. Những người không hận thù. Và ở đây nó được đứng trong cái dạng chủ cách số nhiều ha. Awe rino Bathama bahu vachana vipati. Những người không hận thù. Awe rino. Rồi. Như vậy thì câu số 2 này giữa những người thù hận
nghĩa là giữa những người thù thù hận là những người không hận thù, với những người thù hận với là những người không hận thù với những người thù hận. Câu số 2 là những người không thù hận với những người thù hận. Và câu số 3 Về rít nề su mà nốt xê su Về rít nề su mà nốt xê su Câu số 3 chúng ta có hai từ Về rít nề su giữa những người thù hận, với những người thù hận ở trong cái câu số 2 câu số 2 cũng đã có cái từ này quê rị nề su, giữa những người thù hận. Cách chia thứ bảy định sẽ các số nhiều sát tầm y vừa phát tiếp quá trình e su về rị nề su giữa những người thù hận. Rồi cái từ thứ hai mà nút xê su, chữ mà nút xê su do cái từ manusa là nhân loại, con người, nhưng mà ở đây nhiều nhiều người, và chữ mà manusa này được chia theo cách chia thứ bảy sát tầm y vị phát ti và hữu quả chẳng hạn, cho nên mà manusa biến thành mà manuse su, gọi là nhiều người ha, nhiều người. Vậy thì câu số chúng ta sống không với những người thù hận, chúng ta sống với những người thù hận. Rồi câu cuối cùng quy hạ ra mà Rino mình nói sẽ nhiều người, nhưng mà chia theo cái thứ bảy là mà nói xe số với những người thù hận. Quy hạ rà ma cái từ này chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước chỉ cho cái sự nhấn mạnh của cái động từ ở phía sau. Động từ phía sau là ha rà tí, là sống, cư trú. Thì ha ra mi là số ít, ha ra ma là số nhiều, có nghĩa là chúng ta. Vậy thì cái động từ sống cư trú nằm trong cái cách chia số nhiều của động từ này. Quy ha ra ma là chúng ta sống do cái từ Harati ha, chúng ta sống Awerino là những người không hận thù, chúng ta sống giữa những người không hận thù. Những người không hận thù. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 197 cho chúng ta một ý nghĩa là những người không thù hận với những người thù hận, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống không có thù hận giữa những người thù hận. Câu Phật ngôn 197
cho chúng ta ý nghĩa là những người không thù hận. Giữa những người thù hận, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống không có thù hận giữa những người thù hận. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 197. Ngài Bồ Tát Giới Đức của Thơ Lục Bát bằng hai câu rất là ngắn gọn: Thầy sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không hận thù ai. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không hận thù ai. Đó là Ngài Di Đức ha. Rồi vui thay sao sao mà cái hai câu giống hệt nhau vậy? Alo, Sích Như Quỳnh à, cũng Hòa Thượng Giới Đức rồi. Sích Như Hoa cũng Hòa Thượng Giới Đức, sao mà coi như tùm lum mà. Rồi bên nào thấy cũng đứt bóng hết nè. Hai cái phải có một nha. Sao câu trên bốn mà câu dưới có hai. Bây giờ Hòa Thượng Minh Châu nè: Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đâu là thằng Minh Châu ha. Còn ở trang vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ôm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì ha. Trong này đâu có nói bệnh hoạn ốm đau gì đâu ha. Đâu có nói bệnh hoạn ốm đau gì đâu. Cho nên cái câu của Sĩ Như Quang nè: Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không hận thù ai. Đó là của Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn Hòa Thượng Minh Châu: Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Rồi, như vậy là xong ha. Bây giờ đi vô chi tiết nè. Câu Phật ngôn 197. Câu đầu tiên, chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. Su su khăn quá tá chi hòa má, su su khăn quá tá chi hòa má, su su khăn quá tá chi hòa má. Câu này quý vị thấy tất cả là bao nhiêu từ? Câu này được bao nhiêu từ? Được 8 từ. Trong 8 từ này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm quý vị? Có ba trường âm, chữ khăn, chữ chi và chữ hoa là ba trường. Quậy quá chị ơi, là sao? Nói cái gì vậy Huynh Minh Tông? Có ba trường âm là chữ chi, chữ khăn nè, chữ chi, chữ hoa ha. Quậy cà phê ha. Từ từ. Rồi, có ba trường âm ha. Trong ba trường âm này thì quý vị nhìn kỹ lại ha. Trong ba trường âm này bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Có hai trường âm thông thường ha. Chi chi và chữ hoa. Rồi, bao nhiêu trường âm nhấn? Trường âm nhắn thấy toàn hụt dịch không? Không có ha. Rồi, vậy là bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Chỉ có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và hai trường âm thông thường. Rồi, chính xác. Đúng quá đi. Như vậy thì câu số 1 là một câu mà chúng ta thấy chỉ có hai loại trường âm xuất hiện trong đám từ.
Hai loại trường âm xuất hiện trong trong ba trường âm ha. Trong ba ba trường âm thì chỉ có hai loại trường âm mà thôi ha. Trường âm thông thường có hai và trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một. Rồi. Hôm nay xin niệm từ sao mà không được khỏe, sao mà cái tập thể dục tâm ý hoài vậy nè ha. Chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô hoài ha. Rồi bây giờ qua câu số 2. Về rít nè su a về rít nô, về rít nè su a về rít nô, về rít nè su a về rít nô. Hai câu sai, quý vị thấy có được bao nhiêu loại trường âm? Có được bao nhiêu loại trường âm? Chỉ có một loại trường âm ha. Một loại trường âm này, nhưng mà nó có được bao nhiêu trường âm? Cái loại trường âm đó có được bao nhiêu trường âm? Cái loại trường âm đó có được bốn trường âm: chữ quê, chữ nê, chữ quê, chữ nô. Rồi. Quá, Đạo hữu Bình Phương này là ai mà cũng giỏi dữ vậy nè? 1979, Đạo hữu Bình Phương này cũng tham gia chiến đấu luôn hả? Rồi, Sĩ Su Kha. Như là hôm nay sao mà nè, đến cuối cùng thế này. Trời ơi, bắt chước người ta mà cũng bắt chước không kịp nữa, khổ thiệt. Thôi, câu số 1, câu số 2, con trách lại cho nó rõ ràng đi, Sĩ Su Kha ơi. Rồi, câu số 1, số 2, con trách lại ha. Rồi, xin mời. Alo. Dạ con cảm ơn cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con đảnh lễ thượng cả trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, quý quý Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích của đoạn số 1 và đoạn số 2 của câu kinh Pháp Cú số 197. Su su khang wa ta chi wa ma we di ne su a we Số số là đoạn âm, khang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là đoạn âm, chi qua là trường âm thông thường, má là đoạn âm, quên là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, số á là đoạn âm, quê là trường âm thường, dín là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu 1 là có hai loại trường âm, một là trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ khang, và là trường âm thông thường có chữ chi và chữ qua. Câu 2 là có một loại trường âm là trường âm thông thường, quê, nê, quê, nô. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ Chiếc xúc khác. Hôm nay có con cún ha, con cún cũng tham gia ha. Cũng phụ họa và coi như phân tích cũng chính xác, không bị phân tâm.
À, huynh minh tâm canh me ha, à, tặng hoa nhiều quá ha, dữ dội. Rồi chiếc kim cũng vậy, rồi chiếc nhật quỳnh hôm nay cũng lên giá nữa rồi. Sa tu thế su ca, à, rất là chính xác. Câu 1, câu 2, thế su ca phân tích không có chỗ về, à, rất là tuyệt vời cả hai câu ha. Rồi sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liền đạt với nhau. Su su khăn quá ta chi hòa mã quê rê quê rí nề chú a quê rí nồ su su khăn quá ta chi hòa mã quê rí nề chú a quê nồ su su khăn quá ta chi hòa mã quê rí nề chú a quê rí nồ. À, đọc cũng hơi tẹo tẹo ha. À, dễ nhưng mà cũng hơi khó đọc cho ai dễ đọc đâu. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Quê rí nê su man nút xê su quê rí nê su man nút xê su quê rí nê su man nút xê su. Câu số 3, chiếc niệm từ thử coi cái âm thanh thế nào mà hôm nay sao chạy ra chạy vô hoài. Mời xin niệm từ câu số 3. Trường âm đoạn âm thế nào chạy ra chạy vô chắc là muốn xỉu rồi. Tầm micro được không? Xin niệm từ. À lô, xin niệm từ rồi. Té, té đau quá rồi. À, đau tay đau chân rồi, không cầm micro được nữa rồi. À, xin niệm từ. Alo. Xin niệm từ có chút máy không? Rồi. Xin niệm từ là hôm nay không biết đường truyền sao mà thấy thất bại ha. Rồi bây giờ coi như huynh minh tâm thử âm thanh coi sao. À, sao tặng hoa tặng nhiều quá vậy? Câu số 3 sao đây huynh minh tâm? Rồi mời huynh minh tâm. À, con tưởng chờ sư làm luôn hai câu luôn á chứ thôi kệ có một câu đã hơn hai câu của con nó sai vậy. Trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức và kính chào quý Phật tử và con phân tích trường âm đoạn âm của đoạn số 3 và cảm ơn con Như Quang boss bài quê rí nê su má nút xê su. Dạ, quê là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Dạ, trong này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm nhấn. Trường âm thông thường gồm có ba chữ là quê nê xê và trường âm nhấn thì có chữ nút và còn lại thì có chữ rí sú má sú là bốn đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong và con xin trả mic lại cho sư Trí Đức tiếp tục chỉ dạy. Sà thủ là huynh minh tâm cũng vẫn là sư kem là người tặng hoa nhiều nhất trong những người tặng cũng là huynh minh tâm. Không phải là chờ tới câu thứ hai mà câu đầu tiên này một câu không mà cũng phân tích chính xác rồi ha. Đâu phải hai câu mới phân tích cho nó nhiều là tặng được nhiều hoa đâu, một câu mà đúng là cũng nhận được hoa cũng đẹp nhé ha. Rồi sa tu câu số 3 là câu mà có được bốn trường âm và bốn đoạn âm. Trong bốn trường âm này thì ba cây hoa chưa trổ luôn ha. Có ba cây hoa chưa trổ. Rồi đúng rồi, tại sĩ Trần Đạo mới trồng mà đây nhỏ xíu à.
À, trong bốn trường âm này thì tới ba trường âm thông thường ha, một trường âm nhanh rồi xà tu bình đồng. Em phân tích đâu có ai phàn nàn đâu, phân tích đúng mà ai ai đâu có cái ý kiến gì gọi gì, chỉ có trách nhiệm tặng hoa tặng bông không mà. À, bông hoa không có, nghe là bưng luôn ba cây mới trồng ha, đem cho tặng luôn này, về chưa sư trần đạo nhiệt tình như vậy còn muốn gì nữa. Còn câu cuối cùng, Vihara Ma Aweri No, Vihara Ma Aweri No, Vihara Ma Aweri No, câu cuối cùng ha. Ốc châu năm nay ngang qua nên hiếm hoa lắm, đó là bên về chiếc mấy ta ha. Rồi câu số 4 là câu để dành cho sĩ Trần Đạo. Alo, âm thanh sĩ Trần Đạo lúc này ổn định chưa? Câu cuối cùng, sĩ Trần Đạo ơi, thấy người ta tặng bông tặng hoa đây, bướng nguyên ba cây đem một tặng làm huynh minh tâm hết khôn luôn. Dạ, Nam mô Bích Hai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Như Quang, chị Nhật Quỳnh và Quỳnh Minh Tâm nghe rõ. Con xin phân tích câu số 4 của câu Kinh Pháp Cú 197 ạ. Quý há ra má áo quê rí nô. Quý là đoạn âm, há là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, má với á là đoạn âm, chữ v là trường âm thông thường, chữ rí là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Ở đây có ba trường âm thông thường là ra, quê và nô, còn lại là đoạn âm quý, há, má, á, rí. Con đã phân tích xong, có gì sai xin sư sửa cho con ạ. À, dạ, con gửi mic lại cho đạo tràng ạ. À, Sàn thu sẽ trần đạo. Câu này là một cái câu mà thoải mái nhất á. Một câu mà chúng ta chỉ thấy có ba trường âm thông thường và năm đoạn âm, chỉ có một loại trường âm mà thôi ha. Cho nên cái câu số 4 này, trong câu Phật ngôn 197 này, thì câu số 4 này câu rất là thoải mái ha. Vihara Ma Aweri No, một câu sống như vậy rất khó làm ha, sống như vậy rất khó. Sao rất khó, Aweri No là hận thù chứ sao mà rất khó làm là sao? Đâu có nên chữ hận thù, Weri No là thù hận, này là không hận thù. Sao mà sống như vậy rất khó làm, khó làm á. Ồ, như vậy là mất dịch rồi. Cái câu của người ta Bali vậy mà dịch như vậy thành ra mất dịch rồi. Sống không hận thù đó, rõ ràng không hận thù mà. Cái chữ Bali như vậy mà dịch ra là rất khó làm. Trời ơi, không hận thù, không ganh tị rất khó, biết vậy rồi nhưng mà phải giữ nguyên nguyên ngữ của nó chứ, nguyên văn của nó chứ. Cái chữ Bali nè, Aweri-no là không hận thù mà bây giờ rất khó làm, là như vậy là thành ra mất mất dịch rồi á. Dịch không đúng đúng nghĩa của nó, sai ý nhiều lắm, gọi là mất dịch ha. Chỉ có ý kiến hả, ý còn chi chùm mặt khổ quá. Rồi như vậy là sư trần đạo cũng đã giải quyết câu số 4 xong ha, nhận được một số quà quá đẹp đi. Vậy thì câu số 3 và câu số 4 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Về rít nề su manu se su vi ha ra ma về rít nô
về rị nề su manu sề su vi hạ ra ma về rị hồ về rị nề su manu sề su vi hạ ra ma về rị hồ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại những cái gì mà chúng ta đã tham gia học khóa ngày hôm nay ha. À, từ trên xuống dưới su su khang qua ta chi qua ma về ri nề su a về ri nô về ri nề su manu se su vi ha ra ma a về ri nô su su khang qua ta chi qua ma về ri nề su a về ri nô về ri nề su manu se su vi ha ra ma vi a về ri nô su su khang qua ta chi qua ma về ri nề su a về ri nô về ri nề su manu se su vi ha ra ma a về ri nô. Vui thay, chúng ta sống không hận giữa hận thù, với những người thù hận ta sống không hận thù. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị ha. Alo. Dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Như Nhật Huỳnh cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức sáu pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 197. Su su khang watachi wa ma we zi ne su a we zi no we zi ne su ma lu se su wi ha za ma a we zi no su su khang watachi wa ma we zi ne su a we zi no we zi ne su ma lu se su wi ha già ma a quê zino su su khang watachi wa ma quê zine su a quê zino quê zine su a lu se su vi ha già ma a quê zino su su khang watachi wa ma we zi ne su a we zi no we zi ne su ma lu se su vi ha già ma a we zi no. Vui thay, chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Vui thay, sống chẳng hận thù giữa người thù hận không thù hận. Dạ. À. Con đã đọc bài xong. Dạ giờ con những lời của con không nhìn thấy bàn tay của cô chú nào cả. Giờ con kính mời cô chú kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh pháp cú câu 197. Cảm ơn các cô Nhật Quỳnh, Như Quang, Cần, Trần Đạo, Metta cho kính hiệu. Dạ cảm ơn. Trời ơi, chưa chi tặng qua trước rồi, cảm ơn số khá đứa khá nè. Su su khăn qua ta chi qua ma quê ri nề su á quê ri nô quê ri nề su ma núc xê su quê há ra ma á quê ri nô su su khăn qua ta chi qua ri nề su á quê ri nô quê vi nề su ma núc xê su quê ha ra ma á quê vi nô su su khăn qua
Watachi wa ma we rine su a we rino we rine su manuk se suihara ma a we rino su su kang watachi wa ma we rine su a we rino we rine su manuk se suihara ma a we rino. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, đọc có sai xin sư sửa, con xin trả máy lại. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, con thành đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện tràng. Nhật bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật bình kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Trần Đạo Như Quang cho Nhật bình biết được tín hiệu của con, nó thanh mít của con nó cầm nó không có vững. Dạ, con xin được trả bài pháp của kinh số 197. Dạ, cảm ơn Như Quang. Su su khang vát tác trì và ma về ri nề su a về ri nô về ri nề su manu se su vi ha ra ma a về ri nô su su khang vát tác trì và ma về ri nề su a về ri nô về đi nè su manu se su vi ha ra ma a về đi nô su su khang qua ta chì qua ma về đi nè su a về đi nô về đi nè su manu se su vi ha ra ma a về đi nô su su khang qua su su khang qua ta chì qua ma về đi nè su a về đi nô về đi nè su manu se su vi ha ra ma a về đi nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Và đây là bản chuyển ngữ cửa ngoài Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Dạ, theo như câu của Như Quang Quốc chỉ có hai đoạn thôi. Dạ, con hành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai xin Ngài chỉ dạy. Dạ, sa thú bằng tay chỉ mắt ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo cho biết đã nghe rõ. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú 197. Su su khăn qua ta trì qua ma quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su ma nút sê su quý ha ra ma a quê ri nô su su khăn qua ta trì qua ma quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su ma nút sê su quý ha ra ma a quê ri nô su su khăn qua ta trì qua ma quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su ma nút sê su quý ha ra ma a quê ri nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su wi ha wi ha ra ma a we ri no. Vui thai sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Và đó là bản dịch của Hòa Giờ Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống máy, con nhường mic cho Đạo Tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thẳng Mà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật qua bóc bài chị Nhật Minh để chị Mata cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài số câu kinh Pháp Cú 197. Su su khăn quá ta chi qua má về ri nề số á về ri nô về ri nề số má xe su ra ma a we ri no su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma no se su vi ha ra ma a we ri no. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn quá ta chi qua má về đi nề số á về đi nô về đi nề số má nô xề số quý há ra má á về đi nô. Vui thai sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Gia Đức. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho Đạo Tràng. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe Sư Trí Đức. Và dạ, kính chào quý Phật tử. Và dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú 197. Cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh, cô Trần Đạo cho biết tín hiệu. Su su khăn quá tá chi qua má quê ni ri nề su á quê ri nô quê ri nề su má nút xê su quý há ra má á quê ri nô. Su su khăn quá tá chi qua má quê ri nề su á quê ri nô quê ri nề su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Hòa Thượng Giới Đức dịch. Dạ, xin mời quý vị nào chưa đọc hoan hỷ giơ tay lên đọc. Giờ này là ta trả bài để sư cả biết chúng ta đọc sai chỗ nào mà sư sửa. Dạ, quý vị không biết rồi, cố gắng lên. Dạ, Bali nó không phải ngôn ngữ mẹ đẻ nên nó rất là khó, cho nên chúng ta cố gắng quý vị. Xin mời bàn tay lên ạ. Bây giờ không có bàn tay đọc nữa. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu
se suwi ha ra ma a we ri no. Không giơ tay thiệt hả? Dạ cảm ơn cô Trần Đạo cho lá mùa thu hả? Cái này giống lá này ở bên Canada mới có, vậy bên con không có cô Trần Đạo. Dạ thôi con nói chơi thì cho mời quý vị lên đọc nghe, con leo xuống ạ. Alo, 123, 123, cô Phật Ngôn 179, quý vị đã hoàn thành tốt đẹp với câu Phật Ngôn này, và trình độ 197 hả? 197, hôm qua tại cái nhìn cái nickname này mà khi đọc sai nè, cái nickname của Bình Phương nè, 1979 nè. Đương chú ý hồi nãy nickname này coi như nên tham gia phân tích rất là chính xác. Định mời cái nickname này lên đọc, rồi cái đọc lộn qua 79 thành 97 luôn ha. Wow. Rồi bây giờ đạo hữu Bình Phương lên đọc không? Hôm nay thì không có tán thán, không có tặng hoa quý vị, bởi vì quý vị đã phân tích. Và cái câu Phật ngôn này quý vị đọc chậm á thì quý vị nhận định được, còn đọc nhanh thì nó lẻo lưỡi. Chính vì vậy cho nên đúng và sai tự mình biết lấy. Có vị đọc đúng, có vị đọc cũng bị hơi sai, chứ không phải là đúng hoàn toàn hoặc là sai hoàn toàn. Nhưng mà sai đúng là quý vị tự biết rồi, cho nên hôm nay không tặng hoa vị nào hết á. Đạo hữu Bình Phương có lên đọc không? Rồi bây giờ chúng tôi xin lặp lại và mời quý vị ha. Không cầm mic được. Rồi không cầm mic được thì chat lên như vậy cũng là một cái sự đóng góp cho đạo tràng, chúng tôi cũng rất hoan hỷ ha. Công Phật Ngôn 197, su su khang watachi wa mawire ne werine su awerino werine su manusse su wiharama awerino. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su manu se su wi ra ma a we ri no. Khó đọc trong văn này dễ đâu ha, bởi vì nó hơi lẹo lưỡi. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su manu se su vi ha ra ma a we ri no. Rồi bây giờ đọc ở cách này tương đối nó dễ hơn ha, như trường âm đoạn âm ha, hơi trùng trùng. Bây giờ qua lối kể tám từ chúng ta chia làm bốn, chia làm bốn thì phải đọc một lần hai câu ha, quý vị chú ý ha. Su su khăn quá ta chi qua ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no.
su su khăn quá ta chi qua ma về ri ne su a về ri no về ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a về ri no Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù với những người thù hận, ta sống không hận thù. Rồi bây giờ xin mời quý vị nói kệ thì quý vị thấy dễ đọc hơn là đọc giống kinh ha, hơi dễ bị vấp. Rồi bây giờ mời bàn tay quý vị Thầy giá đã mô thăng mà giá đã mô sang khai giá con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức thượng tọa pháp thành cùng chư tôn đức tăng kính lễ với cô tu nữ kính chào với anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Như Quang chị Nhật Bình liên qua cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số 197 ạ su 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 khăn hòa ta chi qua na qua ri ne su Virinesu manusesu viharama averino Susu khangwa tachiwa ma Virinesu averino Virinesu manusesu viharama averino Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù,
Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn qua ta chi qua ma Quê ri nê su à quê ri no Quê ri nê su mà nốt xê su Vi ha ra ma à quê ri no Vui thai sống trận hận thù giữa người thù hận không thù hận ai. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa tha thủ, kính cảm ơn sức trần đạo. Nam mô Bích Tha giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp thành vừa vào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta Nhật Bình, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn sức trần đạo. Dạ chị Metta có cầm mic được không chị Metta? Dạ nếu chị Metta cầm mic được thì Nhật Bình nhường mic. Mến chào Dũng Nguyễn về vào đạo tràng. Dũng Nguyễn có thấy bài học chưa? Từ từ đọc đi rồi đưa tay lên cầm bút đọc nghe Dũng Nguyễn. Dạ vậy chị Như Quỳnh kính mời chị Meta. Nam mô Nam mô trẻ thì cứ đọc đi rồi đâu có sao. Dạ trước hết con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin kể câu pháp cú 197 ạ. Su su khăn qua ta chi qua ma quê ri nê su à quê ri no quê ri nê su ma nu se su quê ha ra quê ri no giữa hận thù giữa người thù hận ta hận thù và đó là bà thượng chào khăn quá ta chi qua quê su đi ha đi đi vui thù giữa thù hận và đó đức đã kể xong. Con xin xuống mất.
Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn vào sau. Dung Nguyễn có muốn nghe Nhật Quỳnh đọc trước khi Nhật Quỳnh kể không Dung Nguyễn? Dung Nguyễn ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Tại thấy Dung Nguyễn vào sau đó. Có phải không Nhật Quỳnh? Dạ, vậy con xin phép được đọc trước rồi kể sau à. Dạ, cảm ơn Như Quang. Su su khăn qua ta chị qua mắt về đi nè su a về đi nô về đi nè su manu se su vi ha ra mắt a về đi nô su su khăn qua ta chị qua mắt về đi nè su a về đi nô về đi nè su manu se su vi ha ra mắt a về đi nô su su khăn qua ta chì qua ma quề đi nề su a quề đi nô quề đi nề su man nu sề su vi ha ra ma a quề đi nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Su su khăn qua ta chỉ qua ma về đi nê su à về đi nô về đi nê su mà nua sê su vi ha ra ma à về đi nô su su khăn qua ta chỉ qua ma về đi nê su à về đi nô về đi nê su mà nua sê su vị ha ra ma à về đi nô su su khăn qua ta chỉ qua ma về đi nê su à về đi nô về đi nê su mà nua sê su vị ha ra ma à về đi nô. Vui thai sống chẳng hận thù giữa người thù hận, không thù hận ai. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Rồi bây giờ Dung Nguyễn có thể đưa bàn tay được không? Dung Nguyễn ơi, có thể đưa bàn tay được không? Rồi xà thủ mời Dung Nguyễn nha. Dạ, con kính lên lễ ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con kính chào, con kính lãnh lễ sư Chí Đức và kính lãnh lễ sư con cũng chưa tìm thấy cái mẹ nữa. Con kính chào các cô trong đại tràng. Con mới vô sau nhưng mà con nghe cô Nhật Quỳnh đọc bài lên thôi, con cũng kể ta thì con nhờ những cái sơ sửa giùm cho con. Su su khăn qua tà si quan ma ve ri no so a ve ri no ve ri ne so ma ni se so vi ha ra ma a ve ri no sâu sâu khăn qua ta chi qua ma veri me so a veri no veri me so ma su se so vi ha ra ma a veri no sâu sâu khăn qua ta chi qua ma veri me so a veri no Verine so ma so se so vihamara rama averino. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Ở bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay
sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Giới. Dạ con cũng đã cậu xong câu Pháp Cú 197. Dạ con xin nhận mic lại cho đạo tràng. Dạ con cảm ơn. Thiên Hòa đưa tay bấm nhận. Dạ, Nam Mô Bích Hai giá. Dạ, con thấy không còn bàn tay của quý vị nào nữa. Con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn chị Meta cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính dân mít đến Ngài ạ. À, nô, 123, 123. Câu Phật Ngôn 197. À, nói dễ mà khó, bởi vì chúng ta đọc hay bị vấp cái từ quê rít nê su rồi quê rít nô, nó hơi trùng trùng với nhau cho nên dễ bị lẻo lưỡi. Với câu Phật ngôn này thì chúng ta thấy rằng dễ mà đọc bị vấp, cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta. Không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, chúng ta sống không hận thù. Nó chéo qua chéo lại, rất khó chứ không phải là dễ. Su khăn quá tát chi hòa mát quê rít nề su a quê rít nồ quê rít nề su mân nút xề su quý hạ ra mát a quê rít nồ su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su manu se su vi ha ra ma a we ri no. Vui thay, chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Quý vị biết với những người mà sự sân hận được dập tắt, cái trình độ của những người này á là trường hợp của những vị A-la-hán, nó làm cho sự sân hận bụi lượt đi. Mà khi nào không còn tâm sân thì cái đó mới qua tới khu ở vị A-la-hán. Cho nên ở đây cái tâm sân trong cuộc sống của chúng ta nhất sân chi vô á năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn, tức là khi mà sự sân hận mà nổi lên á thì chúng ta không còn biết gì hết. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo, bao nhiêu thiện sự chúng ta làm, chúng ta đổ sông đổ biển hết. Khi mà không kềm chế được sự sân hận thì chúng ta biết thêm
nó là một cái con dao hai lưỡi rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây không hận giữa hận thù với những người thù hận mà sống không hận thù, đó là một điều quá khó, quá khó chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà ở đây không riêng gì câu Phật ngôn 197, 198, 199, ba câu Phật ngôn cùng một duyên sự. Vậy thì với những câu Phật ngôn này, chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài ám chỉ căn cơ của chúng sanh nào đó nó thích nghi với câu Phật ngôn này, cho nên Ngài mới thuyết ra liên tục ba câu Phật ngôn để khai mở, để cho chúng sanh đó được giác ngộ. Bởi vì trong quá khứ người này cũng có những sự hận thù do tâm sân thế nào đó, để rồi cũng sự sân hận đó Đức Phật Ngài gửi lại để cho cái người này thấy rõ được sự sân hận, đó là một điều xấu, đó là một điều tốt mà người này khó khắc phục, để rồi chứng đắc thánh quả. Còn đối với chúng ta, nghĩa là nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục, cái điều nguy hiểm vậy đó. Một khi mà sự sân hận mà chúng ta không có chế ngự được, không có đè nén được, thì cái sự sân hận nó sẽ bùng phát. Mà khi nó bùng phát thì chắc chắn rằng nó có những cái điều tai hại sẽ đến cho chúng ta. Cho nên ở đây sự sân hận rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để trừ khử cái sự sân hận hay là sự hiềm hận. Mà trong Tăng Chi Bộ Kinh có năm pháp, tức là có năm cái vấn đề để chúng ta trừ khử cái sự sân hận, sự hiềm hận. Thì ở đây vị tỳ kheo có sự hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? Đây là năm a. Trong một người nào, này các vị kheo, sự hiềm hận được sinh khởi ở trong người đó thì cần phải tu tập về từ. Như vậy người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Trong người nào hiềm hận được sanh khởi trong người ấy thì bi, tâm bi cần phải được tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Và trong người nào hiềm hận được sanh khởi thì người đó phải tu tập tâm xả. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Và trong người nào sự hiềm hận được sanh khởi thì trong người đó phải là vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải được trừ khử. Và trong người nào ngày các vị tỳ kheo hiềm hận được sanh khởi trong người đó thì cái sự kiện nghiệp do mình cần phải an lập là tôn giả, là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương nhờ của nghiệp, và nghiệp thiện hay nghiệp ác được làm rồi thì tôn giả sẽ là người thừa tự của nghiệp ấy. Như vậy trong người ấy hiềm hận được trừ khử. Này các tỳ kheo, có năm sự trừ khử hiềm hận này. Ở đây hiềm hận khởi lên cho tỳ kheo nào thì cần trừ khử một cách hoàn toàn. Vậy thì có năm điều để cho chúng ta thấy: phải tu tập tâm từ, phải tu tập tâm bi, phải tu tập tâm sự vô niệm, rồi phải tu tập biết rằng cái sự kiện đó do nghiệp của mình tạo ra. Bởi vì mình là chủ của nghiệp, là thừa tử của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp,
bà con nghèo, là nơi nương tựa con nghèo, thì chúng ta phải y cứ vào đó để chúng ta trừ khử đi cái sự sân hận. À, thì đó là những cái điều mà chúng ta gợi để quý vị thảo luận về câu Phật ngôn 197. Xin cung kính Ngài Pháp Thanh sẽ giảng giải rộng hơn để quý vị tham gia thảo luận về câu Phật ngôn 197. Cung kính bàn tay của Thượng Tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Dạ, kính chào quý Tôn Nữ và tất cả quý Phật tử. À, thì như ngày Chí Đức cũng đã gợi ý thì sư cũng xin đỡ mít cho ngài chia sẻ thêm chút. Thì thật sự ra đó, trong đời sống á, cái sự sân hận là do từ những cái phiền não trong đời sống, mà nhất là cái hơn thua, rồi được mất. Từ cái đó mà những cái phiền não sanh khởi và nó thúc đẩy. Vì thấy trong đời sống là sự quan trái, hiềm hận nó xảy ra từ cái mình muốn được, hay là mình muốn hơn, rồi từ đó mà phiền não nó thúc đẩy sanh khởi. Có những cái sự việc hay là những cái vụ án nó hết sức là đơn giản, chỉ vì một đứa trẻ nó vô ý, nó làm cho cái người kế bên khó chịu, rồi cái người này đó cũng chấp vào cái sự vô ý của đứa trẻ này mà lớn tiếng mắng giết sỉ giả cha mẹ của cái đứa bé. Cái người cha đó thì cũng vì cái không chịu nổi trước cái sự sỉ giả của bên bên kia, rồi xảy ra xô xát và dẫn đến là án mạng. Thành ra đó, có những cái sự việc mình thấy mình đứng bên ngoài mình nhìn thấy nó rất là đơn giản, nó chỉ là một cái sự việc nhỏ thôi, nhưng mà do cái tâm sân hận, do sự không kiềm chế, rồi đi đến những cái quan trái vô cùng khốc liệt. Cho nên khi mà chúng ta trong đời sống, đôi lúc chính ngay bản thân mình cũng bị, tức là có đôi lúc khi mà mình nhẫn nhịn, mình có thể mình chịu đựng, mình bỏ qua, nhưng mà đó, khi mà cái tâm của mình mà mình ráng mình kềm chế, mình để mình tránh đi cái sự sân hận, thì có lúc mình bị thử thách, cái sự thử thách nó rất là mạnh mẽ, để mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn là phàm nhân, chúng ta còn những cái phiền não
chúng ta chưa có thể mà vượt qua hết những cái sân hận ở trong nội tâm của mình. Còn riêng đối với các bậc thánh nhân, đối với Đức Phật cũng như chư thánh A La Hán, thì quý vị thấy rằng ngày Xá Lợi Phất, ngày Đi Bát, rồi người ta nói là ngày là đã hoàn toàn diệt trừ được cái sân hận. Thì một cái ông Bà La Môn đó, ông nghĩ là tại vì chưa có ai thử thách, chưa có ai làm, cho nên người ta nói vậy. Ra ông tài này ông đi tới, từ phía sau ông đấm vô lưng ngài một cái thật là mạnh. Nhưng mà đối với vị thánh nhân A La Hán thì tất cả những cái phiền não đó đã diệt trừ tận gốc rồi, thì ngài chỉ quay lại mà nhìn có cái gì, nhưng mà tâm của ngài vẫn bình thản. Thì khi mà ông này ông làm một cái hành động mà thô thiển như vậy đối với trước bậc thánh thì tâm của ngài vẫn không còn sao động. Thì lúc đó những cái người mà ở xung quanh á thấy vậy mới là cho ông này là xúc phạm cái vị cao quý của mình, cho nên là họ sống lại họ đấm đá ông Bà La Môn này. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới can ngăn, ngài hỏi chứ cái ông này cũng đánh ai, thì nói đánh ngài, thì ngài mới nói là cái người này đánh Bằng Đạo, mà Bằng Đạo không có khó chịu, không có bực bội, mà tại sao các người lại khó chịu, lại bực bội. Thì sau đó là cái ông Bà La Môn cũng biết là cái vị này đã hoàn toàn tận trừ được tất cả những cái phiền não rồi. Lúc đó ông mới thật sự tin rằng cái vị này là bậc thánh nhân A La Hán. Và sau đó ta đã cung thỉnh ngài Xá Lợi Phất về để ông ta dâng cúng vật thực. Thì quý vị thấy rằng có nhiều cái có đôi lúc mình khi mà người ta xúc phạm mình còn kềm chế được, nhưng mà có đôi lúc người ta xúc phạm cái người thân mình cha mẹ mình, thầy tổ mình, hoặc là con cái mình, mình lại chịu đựng không nổi. Đó, thành ra đó, thật sự ra tu tập cái tâm từ để diệt trừ cái sân hận là khó chứ không phải dễ đâu. Nó thử thách mình bằng muôn ngàn cách chứ không phải một cách. Bình thường đó, thì quý vị có thể những cái chuyện mà khó chịu đựng quý vị có thể chịu đựng được, nhưng rồi á đâu phải nó chỉ thử thách mình bằng cách đó thôi. Rồi trong lúc mình bị hành hạ bởi những cái bệnh hoạn đau đớn, rồi cái sự bất bình nữa lại đổ xô đến nữa. Tức là đôi lúc mình phải chịu đựng sự tấn công từ nhiều phía, nhưng mà cái tâm phàm nhân mình chưa đủ sức để chịu đựng, thành ra nó có đôi lúc chúng ta phản ứng lại. Thí dụ như mình nói thôi nha, tao nhịn mày một chuyện, hai chuyện, ba chuyện thôi, nhưng mà tới chuyện thứ năm, thứ sáu rồi mình không còn kềm chế nữa được, thành ra mình phản ứng lại. Thì khi mà mình phản ứng mới thấy rằng cái sự tu tập mình nó còn non yếu lắm, mình đã bị phiền não nó quật ngã từ đó để mà chúng ta biết chúng ta cố gắng
nỗ lực thật nhiều những cái tâm từ và cố gắng kiểm soát, kiềm chế cái nội tâm. Thì Đức Phật dạy để đối trị với cái sân hận bằng cách là tu phát triển về tâm từ, tâm bi, tâm xả. Nhưng mà đó, chúng ta từng bước có nhiều khi trong cuộc đời mình bị thử thách rất là nhiều. Đôi lúc mình ráng, mình tham nhẫn, mình chịu đựng hết tất cả. Nhưng mà đó, cái sự chịu đựng, cái mức độ phàm nhân mình thì nó có còn hạn hẹp. Cho nên đó, là đôi lúc khi mà mình phản ứng lại đó, thì bắt đầu người ta chê trách. Thì cái chuyện đương nhiên mình còn phàm nhân mà, mình bị người ta chê trách là cái chuyện bình thường. Cho nên mình biết thì mình ráng cố gắng nỗ lực tu tập thêm nữa, ráng tham nhẫn thêm nữa, thì mới đạt đến cái sự giải thoát. Khi nào mà nó hoàn toàn, nó vắng mặt hết tất cả phiền não, thì lúc đó mình mới nói là mình đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên đó là ở trong cuộc đời, chính những cái điều trái ý nghịch lòng, nó là một cái phép thử, nó là một sự để biết rằng cái nội tâm của mình tu tập đạt đến mức độ nào. Chứ còn á, chỉ có khi nào như Đức Thế Tôn, quý vị thấy cũng trải qua nhiều sự kiện, người ta mạ lị, người ta chửi bới suốt cả 7 ngày, người ta vu khống thế này thế khác, người ta giết cái người kỹ nữ, người ta đem chôn ở trong tịnh xá, hay là chinh cha phao du thế này thế khác. Nhưng mà đối với các bậc thánh nhân thì tất cả những cái phiền não, những cái hiềm hận đã tận trừ hoàn toàn. Cho nên là hàng ngày chư thánh tăng, các bậc thánh A-la-hán đều gọi là thánh bất động, là do tất cả những cái tham sân si đã hoàn toàn tận diệt. Thì lúc đó thì phải nói là đã chấm dứt tất cả những cái phiền não, những cái phiền não đã được đào bứng tận gốc rễ. Còn như chúng ta, những người còn phàm nhân, thì chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, cố gắng để kiểm soát, cố gắng để kiềm chế. Nhưng mà mình ráng, mình nhớ là hồi trước ấy, người ta nói một câu là mình đáp trả này, còn giờ kệ, mình ráng mình kiềm chế, kiềm chế được mức độ nào hay mức độ nấy, để mình thấy rằng cái sự tu tập mình cũng còn dở, còn non kém lắm, để mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập để phát triển được cái tâm từ và tâm bi. Mình bi, phát triển tâm bi đây là để tự mình thấy mình, nếu mà mình gây oan trái thì oan trái nó sẽ càng chất chồng, thì khổ đau càng chất chồng. Thành ra đó, mình phải tự thương mình. Mình khi mình quán xét, mình thấy khi mà mình gây oan trái là cả hai đều đau khổ, mình cũng đau khổ mà người khác cũng đau khổ, nhưng mà mình phải thương mình nhiều hơn. Rồi khi mà người ta làm cho mình bực bội, sân hận, khó chịu, thì mình phải thấy rằng là cái người đó đang bị lửa phiền não nó thiêu đốt, mình thương xót người.
từ đó nếu mà bây giờ mình đáp trả đó, thì mình cũng phải thấy là mình thương xót mình. À, vì khi mà mình gây những cái quan trái, những cái nhân bất thiện, những nhân xấu, thì mình cũng sẽ chịu nhiều những cái sự khổ đau. Thì khi nào mình cố gắng, mình ráng cố gắng kiểm soát được cái nội tâm của mình, để từng bước mình nhích dần lên, để mình phát triển. Mà khi nào mà chúng ta thấy rằng trước những cái trái ý nghịch lòng, trước những cái sự khó chịu đựng mà chúng ta ráng cố gắng kiểm soát, và chúng ta chịu đựng đến một mức độ nào đó, thì chính lúc đó, mình mới thấy là cái sự tiến bộ của sự tu tập của mình. Chính đó là những cái gì giám khảo, chính đó là những cái pháp thử để chúng ta thấy được cái sự tu tập, cái sự cố gắng ở trong nội tâm của chúng ta. Thì mình cũng biết rằng mình còn phàm nhân thì tất cả đều còn phiền não. Thành ra có khi chúng ta đừng bao giờ chúng ta tự thỏa mãn với cái sự tu tập của mình. Nếu mà chúng ta thỏa mãn và bằng lòng với cái sự tu tập của mình như vậy, thì chúng ta thế nào cũng bị cái phiền não nó quật ngã. Cho nên là sự tu tập thì không phải là chỉ ở chùa hay là trong lúc mà ngồi thiền không, mà ngay trong đời sống, ngay trong những lúc sinh hoạt, chúng ta cũng phải cố gắng để kiểm soát, để giữ cái tâm của mình. Nếu mà mình càng kiểm soát, càng giữ được cái sự quan sát nội tâm trước những cái phiền não, thì như vậy mình sẽ có sự tiến bộ. Thì cũng xin đỡ mít cho ngài và cũng xin chia sẻ thêm một vài cái hiểu biết. Kính chúc tất cả chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như tất cả quý phật tử tu tập đạt được nhiều sự tiến bộ tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi chia sẻ thêm bài học ngày hôm nay để chúng con được hiểu thêm và để chúng con tu tập để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Dạ, hôm nay con thấy sư vào đạo tràng được rồi thì chắc sức khỏe sư đã ổn rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính chúc sức khỏe của sư sớm ổn định để sư vào đạo tràng giảng giải cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được lợi, được sự lợi ích ạ. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nhiều người vào không nghe được, vâng bậy lắm mới thấy vào đạo tràng, mà chạy ra chạy vào cũng nghe được cách chát tí. Nhật Quỳnh nghĩ chắc cũng không nghe được rồi nên cũng chạy ra chạy vào. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Nam Mô Bích Tha giá, tử Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Alo, cô tu nữ Tề Duyên có trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nãy giờ. Dạ, kính chào Phạm Phu về vào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, đạo tràng từng rồi không có sư vào giảng thì chúng con phải nghe băng lời của sư đó. Dạ, ngài Trí Đức biểu đại băng của sư
nghe lại mà cái băng tuần trước cũng đường truyền nó cũng không được ổn nên con cũng bị té tới té lui. Dạ bây giờ sư vào được đạo tràng rồi chúng con rất hoan hỷ. Dạ như Quỳnh thấy sư khá vào đạo tràng trở lại rồi. Dạ cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Chắc là không nghe được rồi nên là ngồi im ru. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Mời quý vị có thể chỗ nào thắc mắc về câu pháp cú ngày hôm nay qua lời giảng dạy của Ngài Trí Đức cũng như của Ngài Pháp Thanh thì kính mời bàn tay quý vị ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhật Quỳnh định thấy cô tu nữ Tuệ Duyên chưa đọc bài, chưa kệ kinh nên định mời cô mà không thấy cô nhúc nhích. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Mời quý vị có thể lên đặt câu hỏi qua cái câu pháp cú này. Quý vị có thể nghe lời giảng của Ngài Trí Đức cũng như Thượng Tọa Pháp Thanh thì ý kiến quý vị như thế nào? Có câu hỏi gì không ạ? Dạ con không thấy có ai có câu hỏi hết. Dạ con xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ và sư lúc nãy con nghe sư giảng về mình muốn mà bớt sân hận thì mình phải có tu tập tâm từ tâm bi. Dạ vân vân thì bạch sư con nghe sư giảng thì lúc nãy con cũng có cái tâm trạng vậy lâu lâu thì con bị bộc phát. Dạ lâu lâu con bị bộc phát tâm sân của con cứ tưởng là mình đã tu giỏi lắm rồi nhưng mà lâu lâu là con bộc phát cái tâm sân của mình nó ngủ ngầm giống như sư nói vậy, nhịn tới một ngày nào đó cái là nó bộc phát lên. Mà lúc mà mình nhịn thì mình nghĩ ồ chắc đời trước mình làm cái điều đó với người khác nên bây giờ người ta làm cho mình. Thì nhiều lần như vậy thì con thấy nó cũng ổn. Nhưng mà bạch sư chỉ dạy giùm con nghĩ như vậy thì tới một lúc đó thì con lại bộc phát. Giống như sư nói một lần, hai lần, ba lần. Dạ, thì tới một lần nào đó mình cũng chịu đựng không nổi. Thì bây giờ sư chỉ giùm con, dạ, sư giải giùm con, mình có thể làm cách nào, mình nghĩ cách nào để có thể mình chịu đựng thêm được của bà sư. Tại vì nếu con biết được khi mà mình sân lên, mình nói lên những cái điều mà mình cứ dồn nén thì coi như cái chuyện mà mình dằn nén lúc mấy lâu nay thì coi như nó cũng như không rồi. Dạ nên con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh có thể chỉ cho con cách nào để con có thể mình dằn nén lâu hơn được nữa. À con kính nhân mít đến Thượng Tọa Pháp Thanh nào. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và kính đảnh lễ chư Tùng Đức trưởng lão. Kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Dạ, thì thật sự ra đó, khi mà còn phàm nhân thì ai cũng phải trải qua những cái sự việc đó. Thì có đôi lúc đó, trong đời sống mình nghĩ là cái chuyện đó thôi, kệ mình ráng mình nhịn đi, bỏ qua đi. Nhưng mà nó mình thật sự mình nghĩ như vậy nhưng mà ở trong nội tâm mình nó không chịu bỏ qua. Nó giữ đó, nó ẩn tàng, nó đè nén. Rồi nhiều lần thì đến một lúc nào đó nó bộc phát. Thành ra đó không có cái gì hơn là mình phải ráng mình kiểm soát cái nội tâm của mình. Tại vì á, có nhiều khi mình nói thôi kệ, bỏ qua đi. Nhưng mà đó, giống như quý vị mặc bộ đồ, bây giờ nó dơ rồi, mình tính giặt, nhưng mà mình chưa có giặt.
mình bỏ vô mình để dưới gầm giường ấy. À nhưng mà sự thật ra cái bộ đồ đó mình chưa giặt mà thì nó dơ, nó vẫn còn dơ. À, thì có những lúc mà trong đời sống đó, chúng ta kiềm chế cái sự bực bội, cái sự sân hận này, nhưng mà vì chúng ta còn là phạm nhân cho nên chúng ta chưa có diệt trừ tận cái căn gốc của cái phiền não. À, thì cứ tạm thời à, lúc đầu mình mới tu tập là dùng cái phương pháp đấu trị là đè nén, à, tránh né, chứ còn mình chưa diệt được nó. À, thành ra đó bây giờ mình ráng thì à, mình khi nào mình giống như ngày Trí Đức hồi nãy ngày nói đó, ví dụ như khi cái vị mà thánh à, Tư Đà Hàm đó thì mới diệt được ở cái phần phần thô thôi, à, chứ có phần vi tế là nó cũng vẫn còn. Đến khi mà vị thánh A Na Hàm đó thì mới diệt được cái sân hận. À, cho nên đó, thì sự tu tập của mình phải phải tập từng bước thôi, chứ không có cách nào hơn. À, khi mà mình à, thấy được cái trạng thái sân hận, bực bội, khó chịu nó sinh khởi thì bây giờ mình ráng mình kềm chế, à, để mà mình thấy được đó là cái phiền não, đó là cái tai hại, à, nó là cái nhân xấu, nó sẽ đưa mình đến cái hậu quả khổ đau. Thì từng bước mình ráng mình tu tập thôi, chứ giờ đâu có cách nào hơn. À, mà trong đời sống á, là quý vị thấy rằng ai cũng bị thử thách á. À, bởi ở bên Bắc Tông đã nói hả, mà mình tu á, mình hay bị ma khảo, chứ sự thật ra đó chính những cái phiền não ở trong nội tâm mình nó tra khảo mình, chứ không ai hết trơn. À, chính những cái phiền ẩn, à, nó ngủ ngầm, à, thì quý vị thấy rằng giống như những cái ngọn núi lửa đó, à, dù nó đã tắt cả hàng ngàn năm rồi, nhưng mà chỉ cần có những cái chấn động gì đó, à, thì những cái dung nham tự trong lòng đất nó sẽ tuôn trào lên. Hiểu vậy, khi mà chúng ta chưa đạt đến cái thánh đạo thánh quả thì cái phiền não nó chưa bị sát tuyệt tận trừ hoàn toàn, à, thì thế nào là nó cũng có, khi mà nó gặp những cái chướng ngại hay là hoặc là những cái đối tượng, à, do duyên do nghiệp thì nó cũng sẽ bùng phát nữa lên. À, thành ra đó khi mình thấy một cái người nào đó họ đang sân hận, họ đang bực bội, thì mình cũng nghĩ lại là nếu mà mình không kiềm chế, mình cũng không kiểm soát đó, thì mình cũng giống như những người đó. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, không biết là quý vị còn nghe không ạ? À? Dạ dạ dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thành ra đó cái sự tu tập chúng ta cứ từng bước chúng ta đã tiến lên. À, chứ còn bây giờ là chỉ có cái năng lực của thánh đạo thánh quả nó mới mới có thể khả năng để sát tuyệt. À, nhưng mà mình thấy hồi đó đó mình bực bội, mình sân hận, mình chưa chưa có biết. À, mình bực bội, mình sân hận mà mình còn chưa hiểu biết được là mình đang bực bội sân hận. Còn bây giờ á, mình ráng mình kiềm chế, à, rồi mình không kiềm chế được, mình biết mình đang
sân hạnh thì cái đó là cũng cũng có một vài bước tiến bộ, nhưng mà từng bước từng bước. À, thành ra đó cứ cố gắng, à, mình kiểm soát cái nội tâm của mình, cố gắng mình kiểm soát mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. À, cố gắng mình dung bồi cái phát triển cái từ tâm. À, chỉ có cách đó thôi chứ còn ngoài ra là không có cách nào khác. À, và cố gắng nỗ lực, à, dung bồi trí tuệ, à, rồi tu tập tạo trữ các cái công đức phước báo, rồi mình ráng mình tập, à, là mình bằng lòng chấp nhận tất cả các cái hoàn cảnh. À, thì như vậy á, lần hồi cái sự hiềm hận bực bội khó chịu của mình á, càng ngày càng giảm thiểu. À, chứ còn không có thể nào mà một sớm một chiều, à, mà mình dập tắt được. À, thành ra đó không, quý vị thấy rằng đó, các ngài hay là Đức Thế Tôn, các ngài cũng phải trải qua sự tu tập cũng rất là nhiều đời nhiều kiếp, các ngài mới đạt đến, à, được cái trạng thái bất động. À, còn bây giờ mình muốn đâu có được. À, tại vì cái sự tu tập mình còn non, rồi cái sự đối trị, à, cái trí tuệ và cái sự đối trị với phiền não mình chưa đủ, thì đôi lúc mình bị nó quật ngã. À, mình biết mình bị thua rồi thì mình ráng mình tập, mình sửa lại, mình cố gắng mình tập thêm nữa. À, chỉ có từng bước để mà, à, chúng ta, à, tiến lên và cố gắng để kiểm soát được, à, cái nội tâm của mình, để kịp thời, à, dập tắt những cái phiền não. À, thì, à, sư cũng xin giải đáp một, à, chút ít hiểu biết, à, về cái câu, à, hỏi, cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con đảnh lễ tri ân thượng thọ Pháp Thanh đã từ bi trả lời câu hỏi của con. Dạ, con xin ghi nhớ lời của sư, để con phải tự tập. Dạ, phải tự tập. Rồi, mình phải có lòng, nếu mà mình sân hận thì mình cũng giống người ta. Dạ, thì mình sẽ giảm đi. Dạ, mình giảm đi. Nhưng mà cái này có sư. Dạ, cái hồi giống như mình tự nghĩ, tôi nhịn nhiều lần rồi nha, giờ tôi không có nhịn nữa, tôi phải nói ra mới được á, thành ra thì phải nhịn nữa. Dạ, phải nhịn đi để cho nó dẹp từ từ. Dạ, chứ còn không thì con nhớ lúc con còn ở Việt Nam đó, con nghe cũng một vị sư ở chùa Bồ Đức đó, dạy con á, hay khi nào mình gặp những cái trường hợp mà người ta cứ này kia với mình hoài, mình phải tự nói là, à, thôi người ta dành đi địa ngục để người ta đi địa ngục đi, mình đừng có dành đi địa ngục. Cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, nhưng mà cái hồi đó nó quên đó bạch sư ơi. Dạ, người tới hồi lãnh đạo thì mình cũng nhớ. Dạ, nhớ, nhưng mà tới hồi là nó giống như mà lửa mà nước mà nấu nó sắp sôi rồi, nó sôi lên nó quên mất tiêu cái vụ mà đi địa ngục với Dung Nguyễn. Cái hồi đó Dung Nguyễn có một vị sư cũng dạy Dung Nguyễn vậy á, hãy ấy thì mình đi địa ngục, hãy mà mình gặp những trường hợp mà bất như ý thì mình phải nói là thôi, người ta thích đi địa ngục để người ta đi đi, mình đừng có đi địa ngục, đừng có dành đi chứ, đừng có dành đi địa ngục. Dạ, nên bây giờ hôm nay con nghe được thượng tọa Pháp Thanh dạy thêm nữa. Dạ, à, con sẽ ráng ghi nhớ. Dạ, chứ cái tâm này, cái tâm sân của con á, nó cũng dữ lắm, con biết con dữ lắm bạch sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đồng hồ của con thì còn có 4 phút. Con cùng thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng để đúc kết học ngày hôm nay. À, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cùng thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng. À,
Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, sao con thấy gì hết? Dạ, nhớ nhớ câu này, dạ nhớ nhớ câu này, dạ lúc Nhật Quỳnh cũng nhớ hoài à chị, dạ nhớ hoài, mình không dành đi địa ngục, nhưng mà tới hồi cái tới hồi nó quên chị ơi, lúc mà mình dần dần mình nói tới một lúc đó mình quên thôi, nên là bị hoài. Dạ bây giờ thêm từng đó phát thanh vậy nữa thì ráng nhớ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Rồi vậy là ngài cũng không có trở lại đạo tràng rồi. Còn có 3 phút ha. Cô Tài Duyên có nghe được âm thanh dùng không, có giờ chót không? Dạ có giờ chót, có đọc kinh không cô Tài Duyên? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy cô nói câu không nghe được. Dạ vậy là bây giờ cô Tài Duyên cũng không nghe được luôn rồi. Dạ, dạ xài điện thoại không cầm mịch được. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con nãy giờ con thấy Đại Đức Pháp Trang vào đạo tràng. Sư có nghe được âm thanh con không Bạch Sư? Khi vào đạo tràng có nghe âm thanh con không Bạch Sư? Dạ Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Dạ cảm ơn cô Tề Duyên. Vậy là Đại Đức Pháp Trang cũng không nghe thành con rồi, mà ngài Trí Đức thì cũng không có trở lại đạo tràng rồi. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thành chúc phúc cho đạo tràng để chúng con khép cơ rụm mặt. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thành chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Hôm nay hoan nghỉ quá, đạo tràng chúng con được tới 3 vị sư rất là hoan nghỉ. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thành ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá. Nam mô Thầm Mà giá. Nam mô Sằng Khà giá. Và để kết thúc buổi sinh hoạt thì xin phút chúc ngắn đến trong đạo tràng. Bà qua tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê qua ta sắp bà bù tha nô hoa quê nê sa đa sô thị phá quanh tu tê. Qua tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê qua ta sắp bà tham ma nô qua về nê sư đa sô thi phá quanh tu tê phá qua tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê qua ta sắp bà sang kha nô qua về nê sư đa sô thi phá quanh tu tê tất cả phước báo hành có đến người con xin chư thiên hộ trì định người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi phúc đức cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, kệ kinh. Chúng con kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama trọng đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung